Xin chào buổi chiều tất cả mọi người, mình sẽ lại bắt đầu cái thông tin tình hình dịch Covid chiều ngày hôm nay ngày 31 tháng 7 năm 2021. Thì trước khi bắt đầu thông tin chi tiết, bạn nào chưa đăng ký vui lòng cho mình xin một nút đăng ký bên dưới nha. Mình cảm ơn các bạn rất là nhiều. Thì chiều ngày hôm nay là Văn phòng Thủ tướng Chính phủ có công điện là sẽ tiếp tục áp dụng biện pháp giãn cách xã hội theo chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ đối với các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ ngày 17 tháng 7 năm 2021. Thì những tỉnh sau một thời gian thực hiện giãn cách xã hội, nếu đã kiểm soát được dịch bệnh thì có thể nới lỏng giãn cách theo từng khu vực trong nội bộ của tỉnh. Đối với khu vực liên tỉnh thì phải có thỏa thuận thống nhất với các tỉnh liên quan và phải báo cáo tổ công tác đặc biệt của Chính phủ, trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 trước khi quyết định. Thì chiều ngày hôm nay thì trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh thì Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh ông Trần Ngọc Tam, trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 đã thống nhất đề xuất các thành viên ban chỉ đạo là tiếp tục kéo dài thời gian giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 thêm 14 ngày nữa trên phạm vi toàn tỉnh Bến Tre, bắt đầu từ 0 giờ ngày 2 tháng 8. Riêng đối với Chợ Lách thì sẽ cần xem xét tình hình thực tế để có đề xuất với tỉnh. Thì Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu là tiếp tục giãn cách theo nguyên tắc là gia đình cách ly với gia đình, sớm với ấp là cách ly với sớm với ấp, xã phường là cách ly với xã phường, huyện cách ly với huyện, tỉnh cách ly với tỉnh. Và yêu cầu người dân là ở tại nhà và chỉ ra đường trong trường hợp thật sự cần thiết như là mua lương thực, thực phẩm, thuốc men cấp cứu và làm việc tại nhà máy, cơ sở sản xuất, cơ sở kinh doanh dịch vụ, hàng hóa thiết yếu và các trường hợp khẩn cấp khác, nhưng phải đeo khẩu trang và thực hiện nghiêm giữ khoảng cách tối thiểu là 2 mét. Rồi và cuối cùng mới là thông tin là cuối cùng ngày hôm nay chính là cái số ca dương tính tại Bến Tre tính đến chiều ngày hôm nay ngày 31 tháng 7 thì toàn tỉnh ghi nhận là có tổng cộng là 774 ca dương tính. Thì tính đến chiều ngày hôm nay thì tỉnh ghi nhận thêm là 10 ca mắc mới. Thì tổng số ca ghi nhận trong ngày là 17 ca và tổng số ca cộng dồn mà mắc Covid trên toàn tỉnh là 774 ca. Thì hiện tỉnh vẫn là ghi nhận là 9 ca tử vong và số ca ra viện là trong ngày là 18 ca. Thì nâng tổng số ca ra viện ở trên toàn tỉnh là 149 ca. Trường hợp dương tính mới ghi nhận là một bệnh nhân mới tại bệnh viện Tâm Thần là 1 ca, là Ba Tri là 3 ca, là ở trong đó là An Bình Tây là 1 ca và thị trấn là 2 ca, Bình Đại là 1 ca tại thị trấn và Châu Thành là 2 ca tại Giao Long và Tân Phú, và Dòng Trôm là 1 ca ở Bình Hòa, thành phố Bến Tre 1 ca ở Phú Hưng và thành phố là 1 ca ở An Điền. Tất cả 10 ca ghi nhận trong chiều ngày hôm nay đều trong khu vực cách ly và phong tỏa. Thì mình cũng xin kết thúc bản tin chiều ngày hôm nay tại đây. Thì bạn nào chưa đăng ký thì vui lòng cho mình xin một cái đăng ký bên dưới nha. Mình cảm ơn các bạn rất là nhiều. Thân ái chào tạm biệt các bạn.